Vâng, chào quý chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng và đặc biệt giảm giá chỉ có 102 tại cửa hàng ô tô Quang Trung. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung và đặc biệt chụp hình lại cái xe đó. Thì ngày hôm nay thì em Trung tránh làm mất thời gian của quý anh chị thì em Trung sẽ đi báo giá thôi. Và có những cái vài mẫu xe vừa về thì em Trung sẽ quay luôn. Đó quý anh chị, đây là một em Suzuki. Em nó thì 2020 quý anh chị cũng vừa về luôn nhé. Giá rất yêu thương cho quý anh chị chỉ hơn 300 triệu thôi. Nói chung là con xe này phải nói là như một con xe mới luôn. Thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video ngày hôm nay. Giảm giá chỉ có 102 tại cửa hàng ô tô Quang Trung. Anh chị nhanh gọn chụp hình lại. Alo Trung ơi, giảm nữa không? Giảm nữa không? Giảm nữa không? Quý anh chị thì ngày hôm nay phải nói là còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ. Xe tải, bán tải, kính thưa các thể loại nhé quý anh chị nhá. Thì anh chị lên thẳng tận nơi đó và trải nghiệm em nó thì phải nói là còn rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị đó. Thì đầu video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung chụp hình lại gửi qua Zalo 0932 4949 hoặc 0962 4949 nha quý anh chị nha. Thì xin một lần nữa thì cho em Trung chúc quý anh chị cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Thì đây không làm mất thời gian của quý anh chị thì em Trung sẽ đi luôn một vòng luôn. Một em xe tải Suzuki nha quý anh chị nha. Em nó sinh năm 2010 quý anh chị. Hôm vừa rồi bán 130 triệu, giảm cho quý anh chị 20 triệu, còn 110 triệu. Giảm giá sập nguồn cho quý anh chị. Tiếp tục đây nữa quý anh chị, nhanh chân ngày hôm nay 10 triệu, 20 triệu em Trung giảm chỉ có 102 cứ trên cửa hàng tại ô tô Quang Trung. Thì anh chị đón xem hết cái video. Đây và tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Innova. Em nó thì sinh năm 2009 nha quý anh chị. Duy nhất ngày hôm nay quý anh chị nha. 2009 bản G nha quý anh chị nha. 220 triệu giảm cho quý anh chị 20 triệu, còn 200 triệu lên bởi vậy. Anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay alo cho em Trung. Đây phải nói là nội thất phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Ngày hôm nay về khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị nha. Bản G209 nha quý anh chị nha. Lên anh chị nhanh tay, vận may sẽ tới quý anh chị. Đấy, em nó là G2010 209 nha quý anh chị nha. Cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị. Thì những cái mẫu xe trên cửa hàng thì anh chị đã thấy, anh chị nhìn trong hình ảnh không thể nào nó đẹp bằng ở ngoài đời thực tế được nha quý anh chị nha. Đó phải nói là thì anh chị ngày hôm nay quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung chụp hình lại đây quý anh chị. Và còn một cặp 9 chỗ ngồi không liên hạn không hết đời quý anh chị. Giảm sâu giảm mạnh cho quý anh chị. Em Trung đã nói ngày hôm nay là chỉ có một, không có hai. Em Ford quý anh chị nha, Ford Transit 9 chỗ ngồi không liên hạn không hết đời. Đời 2000 bán cho quý anh chị hôm vừa rồi bán 140. Ngày hôm nay giảm cho quý anh chị sâu luôn. Đấy, 40 triệu còn 100 triệu nhanh gọn đó. Chỉ duy nhất ngày hôm nay anh chị coi được cái video này thôi. Tiếp tục đây và một mẫu xe ngày hôm nay em Trung phải nói là dẹp dọn sạch bãi cây gara này cho quý anh chị luôn. Nhanh gọn, nhanh chân, nhanh tay quý anh chị nha. Tiếp tục, duy nhất ngày hôm nay quý anh chị. Tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe Mac. Xe 9 chỗ ngồi, không liên hạn, không hết đời. Bằng B2 quý anh chị cũng chạy được. Biển số Sài Gòn quý anh chị nha. Phải nói rất điều cho quý anh chị luôn. Đây là một mẫu xe Mac. Xe 9 chỗ ngồi quý anh chị. Thì anh chị lên tận nơi trải nghiệm em nó và nhìn anh chị nhìn trong hình ảnh không thể nào đẹp được bằng trong ngoài đời thực tế quý anh chị. Lên ngày hôm nay anh chị nhanh tay vận may sẽ tới quý anh chị. Vỏ lốp rất yêu thương, 160 triệu. Anh chị bây giờ ngày hôm nay cho giảm giá tiếp tục bao nhiêu quý anh chị? Tiếp tục giảm 10 triệu nữa quý anh chị nha. Còn 150 triệu đấy quý anh chị không? Đây và tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe Ford Everest. Ngày hôm nay em Trung lên sóng là giảm giá và dọn bãi quý anh chị. Giảm giá dọn bãi chỉ có 102 trên cửa hàng tại ô tô Quang Trung. Anh chị nhanh tay đó gọi. Chỉ trong video ngày hôm nay nha quý anh chị nha. Thì anh chị đã thấy vào tất cả đây nữa. Một mẫu xe Ford Everest gầm cao máy thoáng quý anh chị nha. Rất yêu thương luôn quý anh chị. 140 triệu. Giảm 20. Còn 120 triệu quý anh chị. Lên là ngày hôm nay phải nói là rất yêu thương. Cực kỳ yêu thương cho quý anh chị. Lên cửa hàng của em Trung ngày hôm nay chỉ có một, không có hai quý anh chị nha. Không ai giảm giá cho quý anh chị như vậy. Bán xả lỗ, bán hết luôn quý anh chị nha. Dọn bãi. Tiếp tục đây quý anh chị, lại một mẫu xe Isuzu Highlander. 185 triệu. Giảm 15 triệu, còn 170 triệu quý anh chị. Em nó thì sinh năm 2007.
gầm cao, máy thoáng, máy dầu của anh chị. Đây tất cả cái anh chị mang hết về nhà luôn quý anh chị ơi. Ngày hôm nay em Trung dọn bãi, giảm bán xả lỗ. Nhưng anh chị nha, anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay alo cho em Trung. Chỉ trong video ngày hôm nay được quý anh chị duy nhất. Tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe Nissan Navara, em nói thì sinh năm 2015, máy dầu 2 cầu quý anh chị. Đó quý anh chị được cái biển số cũng rất là dễ thương luôn. Đó biển số Lâm Đồng quý anh chị nha, rất đẹp. Sơn zin còn khá nhiều, gần như cả xe quý anh chị nha. Rất yêu thương cho quý anh chị. Đó quý anh chị, vỏ lốp em nó còn khá dày, khá đẹp. 440 triệu cho quý anh chị. Ngày hôm nay quý anh chị muốn giảm bao nhiêu nữa? Cho em Trung một cái giá hợp lý, bán lỗ, giảm giá hàng loạt cho quý anh chị và tất cả cái thì để em Trung dọn bãi. Đây tiếp tục một mẫu xe Honda Civic quý anh chị. Em nó thì sinh năm 2007, 2.0 bản đủ nhá quý anh chị nhá, bản full quý anh chị. Thì những xe này anh chị nhìn trong hình ảnh nó không được đẹp bằng như ở ngoài được. Anh chị lên tận nơi trải nghiệm em nó quý anh chị nhá. Phải nói rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe thương hiệu đẳng cấp. Đó quý anh chị, giá rất yêu thương cho quý anh chị, 250 triệu cho quý anh chị. Ngày hôm nay duy nhất chỉ ở ô tô Quang Trung. Đây quý anh chị, Honda Civic 2007 2.0 bản đủ, em nó trang bị màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi nhá. Đăng kiểm vừa khám dàn gầm vừa mới thay. Tiếp tục đây thì nhiều anh chị hỏi em Trung là bán tải. Đây quý anh chị, chỉ với 85 triệu có bớt cho quý anh chị 5 triệu còn 80 triệu nha quý anh chị nha. Đây quý anh chị, được cái màu cam rất dễ yêu chưa? Thì những cái xe này anh chị về đi vườn đi dãy đi chở hàng rất ok được quý anh chị. Đấy, tất cả phải nói là thay một cái xe máy quý anh chị, thật sự phải nói ô tô bây giờ rẻ hơn xe máy là có thật. Chỉ với đăng kiểm quý anh chị, vừa khám nha, dàn vỏ rất đẹp nha quý anh chị nha. Dàn vỏ mới keng luôn. Đây quý anh chị, rất yêu thương chưa? Giá bán cho quý anh chị chỉ với 80 triệu. Nên ngày hôm nay em Trung giảm giá mạnh cho quý anh chị. Nhanh tay vận may sẽ đến ngày hôm nay duy nhất chỉ có ở ô tô Quang Trung. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe BMW. Đấy quý anh chị, em nó thì thương hiệu Đức rồi quý anh chị. 2003, 2004 thì quý anh chị nha. Nếu anh chị cần chẳng hạn như là trải nghiệm về tay lái hoặc độ mạnh mẽ của em nó, alo cho em Trung, giá rất yêu thương. Trên cửa hàng của em Trung bán xe cho quý anh chị bao quay đầu có bảo hành, nên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ. Em nó trang bị màn hình Android này, đó đầy đủ cho quý anh chị. Nói chung phải nói là rất đẹp. Chỉ có trên xe Đức quý anh chị, thương hiệu đẳng cấp quý anh chị. Gỗ tabi rất êm quý anh chị, đóng cửa chắc nứt quý anh chị thấy không? Rất yêu thương cho quý anh chị một mẫu xe BMW. Chỉ với 165 triệu thôi. Và đây nữa lại một cặp Innova quý anh chị. Đây nữa lại một em Innova 2010 bản G quý anh chị nha. Thì nói chung là biển số Lâm Đồng, đó ngay chủ ủy quyền cho quý anh chị, phải nói là rất đẹp quý anh chị nha. Rất yêu thương cho quý anh chị. Rất yêu thương quý anh chị nha. Chỉ với 250 triệu tiếp tục giảm nữa quý anh chị, 20 triệu còn 230 triệu cho quý anh chị. Nên là ngày hôm nay em Trung bán xả, thật sự là phải nói là dọn bãi quý anh chị nha. Dọn bãi. Anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Một mẫu xe Toyota Innova. Nhiều khi nhiều người nói em Trung là khùng khùng điên điên, nhưng mà đây quý anh chị, chẳng có ai như em Trung nhỉ, đúng không quý anh chị? Rất yêu thương cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Innova. Nhưng xe này anh chị mua về chạy chán, bán vẫn có lời, nên mọi vấn đề anh chị cũng cần suy nghĩ rồi. Đẳng cấp thương hiệu nồi đồng cối đá, chạy chán không lỗ được quý anh chị. Đây và tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Toyota Land Cruiser. Đấy quý anh chị, nếu anh chị nào những cái xe này thì chỉ có những gọi là những anh chủ tịch tỉnh mới đi được xe này thôi quý anh chị. Nếu mà để dân bình thường mình đi thì phải nói là điều kiện khó khăn. Đời này 2001 quý anh chị nhá. Dàn vỏ rất đẹp quý anh chị nhá, hai cầu tất cả cái, rất yêu thương cho quý anh chị. Đây vỏ lốp quý anh chị này, rất đẹp chưa, rất yêu chưa. Tiếp tục đây nội thất quý anh chị nha, bao phê bao chất cho quý anh chị luôn. Màn hình Android này, có tủ lạnh trên xe luôn nha quý anh chị, có tủ lạnh trên xe luôn, rất yêu thương cho quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị 285 triệu quý anh chị. Một mẫu xe Toyota Land Cruiser quý anh chị, nhìn cái bộ ghế em nó rất yêu chưa, cực kỳ là yêu rồi quý anh chị. Thì những cái xe này, những anh trai chị gái nào đã đi những cái xe này rồi thì không bàn về nó nữa quý anh chị. Nó đẳng cấp cỡ như lớp sập thì không bằng có cửa với em nó rồi. Đây quý anh chị này, tất cả cái này tem mạc. Nói chung là phải nói là
Cái xe này nó zin từ A tới Á luôn quý chị nhá. Cái xe này nó zin từ A tới xã tới Á luôn. Được cái màu hồng phấn rất là dễ thương luôn. Thì những cái xe trên cửa hàng của em Trung bán xe cho quý chị bao quay đầu có bảo hành. Đấy quý chị. Tiếp tục. Một mẫu xe Winchak quý chị nhá. 3.2 số tự động. Rất yêu thương cho quý chị luôn. 3.2 số tự động. Đây quý anh chị nhìn từng cái body của em nó phải nó rất yêu thương rồi. Em nó là sinh năm 2014 quý chị nhá. Đăng kiểm vừa khám và dàn vỏ vừa mới thay. Bán cho quý anh chị với giá 400. Hôm vừa rồi 450 triệu, giảm tiếp tục cho quý anh chị 20. Còn 430 triệu quý anh chị không? Dàn xe của em Trung ngày hôm nay xả lỗ cho quý anh chị đến cả vài trăm triệu quý anh chị nha. Cả vài trăm triệu nên anh chị nhanh tay vận may sẽ tới bên quý anh chị. Thì những cái xe nào xe của em Trung bán ra cho quý anh chị có bao quay đầu, có bảo hành, anh chị không cần suy nghĩ nữa. Đó và tiếp tục ngày hôm nay phải nói là thật sự là em Trung chơi lớn quý anh chị. Đây và còn những cái mẫu xe đây quý anh chị. Đây nữa là một em Suzuki. Em nó thì cũng vừa mới về, sinh năm 2020 những quý anh chị nha. Thì anh chị đã thấy phải nói là rất đẹp. Thì những xe này phải nói là anh chị chạy lăn quăn đâu đó tầm cỡ khoảng 5 lít xăng thôi quý anh chị. Biển số Lâm Đồng, một chủ từ đầu những quý anh chị nha. Màu trắng rất là dễ thương luôn quý anh chị nha. Phải nói là rất là đẹp. Thì anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng. Em Trung sẽ quay lướt sơ cho quý anh chị luôn. Dàn vỏ của em nó này rất yêu thương nha. Đó. Tích hợp sinh nhan gương nha quý anh chị nha. Đăng kiểm tháng 6 năm 2023. Em nó là Suzuki Sia. Giống như kiểu là công an quý anh chị. Đây quý anh chị, mở cửa một chạm nó nha quý anh chị nha. Rất yêu thương nha quý anh chị. Nội thất của em nó này, màn hình Android này. Đấy quý anh chị, cam hành trình này, đầy đủ cho quý anh chị. Riêng dòng Suzuki thì anh chị không cần suy nghĩ rồi. Đây quý anh chị này, cái em nó số tự động nha. Tất cả cái thì phải nói là riêng xe này phải nói là rất mới luôn. Em Trung về chưa phải làm bất cứ thứ gì quý anh chị nha. Táp bì này quý anh chị, nhìn phải nói là rất yêu chưa, rất đẹp. Được cái gia chủ xài phải nói là rất là kỹ cho quý anh chị. Một mẫu xe Suzuki đó quý anh chị. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung, giá rất yêu thương cho quý anh chị. 365 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Suzuki nha quý anh chị nha. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Riêng xe này thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Đẳng cấp chất phải nói là siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ, siêu lăn. Quý anh chị Suzuki thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Được cái bộ mâm phải nói là rất yêu rồi. Em nó là form mới, mẫu mới cho quý anh chị nha. Đây, nội thất tất cả cái không một lỗ nhỏ quý anh chị. 365 củ khoai rồi quý anh chị nha. Nên là anh chị cân đối nhanh tay, vận may sẽ tới. Giá rất yêu thương quý anh chị nha. Nói chung là xe này anh chị không cần phải suy nghĩ đâu. Đẹp xuất sắc hiếm có rồi. Đấy. Và tiếp tục đây nữa thì còn cái mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị. Mazda 323. Thương hiệu Nhật quý anh chị. Em nó là sinh năm 99-2000 quý anh chị nha. Nên dòng này anh chị mua về tập lái. Tập lái phải nói là quý anh chị này, đăng kiểm khá dài. Và được đặc biệt thêm nữa anh chị mua cái xe này về tập lái rất là lành quý anh chị. Đấy. Riêng dòng này thì không có chuyện mà hay hỏng vặt quý anh chị nha. Vô lăng rất yêu chưa. Nội thất tất cả cái anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Nên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ về cái xe này mà nó trùng thương hiệu Nhật mà. Nó thuộc cái nồi đồng cối đá chạy phá không hư được quý anh chị nha. 85 củ cho quý anh chị một mẫu xe Mazda 323 rất yêu thương quý anh chị. Thương hiệu Nhật. Đó thì ngày hôm nay phải nói là còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Phải nói là em Trung cũng phải nói là cũng trời lớn luôn quý anh chị. Đó, rất yêu thương nha. Phải nói là chỉ có giảm giá chỉ có 102 trên cửa hàng. Đó quý anh chị nha. Nên anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại dùm cho em Trung. Thì thôi cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nha. Nhớ đừng quên cho em Trung xin một nút like, nút đăng ký, bấm chuông. Tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng nha.